Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang bàn đến phương án sẽ tập trung các đội bóng tại một địa điểm an toàn để thi đấu 9 vòng còn lại của mùa giải 2019-2020. Kế hoạch được đưa ra mang tên World Cup Style, với nhiều khả năng khu vực được tập trung thi đấu sẽ là miền Trung nước Anh và thủ đô London. 92 trận đấu còn lại sẽ được diễn ra trong vòng tháng 6 và tháng 7 trong các sân vận động không khán giả. Tất cả các trận đấu trên sẽ được truyền hình trực tiếp giống như World Cup. Phương án này ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ. Theo Independent, nó giúp cho giải quyết 3 vấn đề gồm kiểm tra y tế thường xuyên để phòng chống dịch nCoV, giảm rủi ro lây nhiễm từ tay nghề bên ngoài và hoàn thành trọn vẹn được mùa giải. Bên cạnh đó, khán giả cũng không cảm thấy nhàm chán bởi mùa hè năm nay thiếu vắng Euro. Theo Transfer Window Podcast, ban lãnh đạo Juventus đã xúc tiến những bước đi đầu tiên trong thương vụ chiêu mộ Paul Pogba từ Manchester United. Đội bóng Italy dự kiến sẽ sử dụng tiền cùng với hai cầu thủ là Paulo Dybala và Miralem Pjanic để thuyết phục quỷ đỏ nhà người. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ole Solskjaer của MU tỏ ra không hứng thú với hai cầu thủ này. Theo truyền thông Anh, chiến lược gia người Na Uy đang muốn có sự phục vụ của Aaron Ramsey theo chiều ngược lại trong trường hợp để Pogba ra đi. Khả năng thành công của thương vụ này là rất lớn khi bản thân Pogba cũng bày tỏ nguyện vọng được rời khỏi Old Trafford. Một lời đề nghị trị giá 80 triệu bảng kèm theo Ramsey nhiều khả năng sẽ được nhà đương kim vô địch Serie A gửi tới Manchester United trong thời gian sắp tới. Theo Express, Djokovic sẽ bán đi 5 cầu thủ gồm Dejan Lovren, Loris Karius, Sedan Shaqiri, Harry Wilson và Marko Grujic. Nếu bán thành công những cầu thủ này, Jurgen Klopp có thể dành tiền để chiêu mộ được Werner, cầu thủ đang được Transfermarkt định giá khoảng 80 triệu euro. RB Leipzig đang yêu cầu mức giá 60 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo đội tuyển Đức. Ngoài Werner, truyền thông Anh cho rằng Liverpool đang muốn chiêu mộ Ousmane Dembele từ Barcelona. Để có được cầu thủ người Pháp, dự kiến quỷ đỏ vùng Merseyside sẽ phải chi tới 90 triệu euro. Nhằm tìm kiếm tiền đạo để thay thế cho Luis Suarez đã lớn tuổi, Barcelona đang rất tích cực theo đuổi các mục tiêu. Theo Sportmoll, chủ tịch Josep Bastomil của Barca đang muốn chiêu mộ tiền đạo trẻ Erling Haaland của Dortmund. Thay vì dốc cầu bao để chiêu mộ Lautaro Martinez từ Serie A, Bastomil hoàn toàn bị thuyết phục bởi hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Na Uy. Bên cạnh đó, mức giá của Haaland rơi vào khoảng 50 triệu euro, rẻ hơn rất nhiều con số 111 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho Lautaro. Với Haaland, tiền đạo sinh năm 2000 đã chân sút đầu tiên chạm khuôn mốc 40 bàn thắng ở châu Âu. Từ khi chuyển đến Dortmund ở kỳ chuyển nhượng mùa đông với mức phí 20 triệu euro, anh đã hòa nhập rất nhanh chóng và trở thành mắt xích không thể thay thế trên hàng công của đội bóng nước Đức. Haaland đã ghi cho mình 12 bàn thắng chỉ sau 11 lần ra sân cho Dortmund. Hôm nay, ngày 31 tháng 3, trang Goat.com sẽ cho công bố danh sách 50 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới vào năm 2020. Theo tiền vệ Justin Kluivert của AS Roma, thì năm nay tiền vệ trẻ Ryan Gravenberch của Ajax xứng đáng đứng đầu danh sách trên. Gravenberch mới chỉ 17 tuổi, nhưng mùa giải này anh đã trở thành thành viên chủ chốt trong đội hình của Ajax và hiện tại anh đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Erik ten Hag. Hồi tháng 9 năm 2018, Gravenberch được cho trình làng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan khi chỉ mới 16 tuổi 130 ngày. Nhờ vậy, anh đã vượt qua cựu danh thủ Klaren Seedorf để trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại sân chơi số 1 xứ sở hoa tulip. Tính đến thời điểm hiện tại, Gravenberch đã chơi 12 trận cho đội 1 Ajax và ghi được 3 bàn thắng.